Kính chào quý vị khán giả, Hồng Thoa và Thiên Phước rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay như thường lệ vẫn sẽ là những thông tin mới, nóng và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh. Và bây giờ sẽ là những thông tin nổi bật có trong chương trình. An Giang bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 20.000 đô la Mỹ qua biên giới. Tuyên án băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước. Chuyên mục nóng trên mặt báo, đêm trường Vũ Hán, nỗi ám ảnh như ngày tận thế. Thêm 2 ca khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cá voi nhảy múa trên đại dương. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý mà chương trình cập nhật có liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vượt biên vận chuyển trái phép 20.000 đô la Mỹ từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, tổ công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đang tuần tra kiểm soát tại khu vực bến đò Mương Hội Đồng thì phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1976, điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 67G1-54726 chở hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng nam khai nhận tên Trai Visan, sinh năm 1986, và đối tượng nữ là Oen Chakriya, sinh năm 1987, cả hai ngụ tỉnh Busat, Campuchia. Đối tượng Oen Chakriya chủ động lấy từ trong túi áo khoác ra hai cọc tiền đô la Mỹ, tổng cộng là 20.000 đô la Mỹ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người, phương tiện, tang vật và đưa về đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xử lý. Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên phạt các bị cáo trong đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia lớn nhất cả nước của công ty tài chính Nam Long sử dụng những hình thức tra tấn người như thời Trung Cổ. 21 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng hơn 99 năm tù. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt các bị cáo ở các tội danh giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Nguyễn Đức Thành là 10 năm 6 tháng tù, hai bị cáo Vũ Văn Thanh và Bùi Văn Chung cùng chịu mức hình phạt là 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Long, bị cáo Ngô Văn Chương 16 năm tù, hai bị cáo Đoàn Minh Cương và Trần Văn Phiên cùng chịu hình phạt 9 năm tù. 14 bị cáo còn lại trong đường dây này đều bị tuyên án với tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng để xung công quỹ nhà nước, trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tổng số tiền thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm gồm quản lý 6 miền và 24 khu vực đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên, sinh năm 1992, vì có hành vi lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Theo đó, Lê Thị Liên lập tài khoản Facebook mang tên Vi Lê, có địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng và thông tin có thể bán khẩu trang số lượng lớn. Sau khi đăng tin, từ ngày 8 đến 11 tháng 2, một người mua đã chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên với tổng số tiền là 566 triệu 600 ngàn đồng để mua 600 thùng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy hàng gửi về, người này biết mình đã bị lừa và đến công an trình báo. Cũng với thủ đoạn trên, Liên khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của hai người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 2, nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi. Theo thông tin từ phía công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nghệ sĩ bị chính anh vợ sát hại. Sự việc xảy ra tối ngày 18 tháng 2 tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Theo thông tin từ phía công an quận Hoàn Kiếm, trong cơn ngáo đá, đối tượng Dương Quang Bình, sinh năm 1977, sau khi tự đốt xe máy của mình, đã sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ, rồi đâm tử vong em rể là nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng, sinh năm 1978, đảm nhiệm vị trí phó đoàn trưởng đoàn ca kịch nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã đạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004, giải nhì cuộc thi hát Thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng đã để lại niềm bàng hoàng thương tiếc của đông đảo các nghệ sĩ Việt Nam.
quý vị, nóng trên mặt báo ngày hôm nay là cụm từ khóa Đêm trường Vũ Hán. Đó chính là tựa của một bộ phim tài liệu đã và đang gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Quý vị biết không, thành phố Vũ Hán với hơn 14 triệu người là một thành phố sầm uất của Trung Quốc với người xe nườm nượp. Nhưng sau khi bị Covid-19 hoành hành, tất cả còn lại là sự vắng lặng đến đáng sợ. Người dân ở trong nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Và trong bối cảnh thành phố Vũ Hán oằn mình chống chọi với dịch Covid-19, những hình ảnh về cuộc sống hiện tại của thành phố này trong bộ phim tài liệu ngắn Đêm trường Vũ Hán mang lại một nỗi ám ảnh như ngày tận thế vậy. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Đường phố vắng tanh, những tòa cao ốc đứng trơ trọi cùng bầu không khí lạnh lẽo, thiêu vắng dấu hiệu của sự sống. Đó là những gì người ta biết được về ổ dịch Vũ Hán thông qua phim tài liệu ngắn Đêm trường Vũ Hán. Những thước phim được quay lại khiến nhiều người liên tưởng đến quang cảnh của một thành phố sau ngày tận thế. Nhưng thực chất, đây là tất cả những gì đang diễn ra tại thành phố của tỉnh Hồ Bắc, nơi hơn 14 triệu người đang thấp thỏm trước nỗi kinh hoàng mang tên virus corona. Ekip thực hiện phim tài liệu ngắn này là một đoàn quay phim đến Vũ Hán để quay bối cảnh phim điện ảnh. Họ bị kẹt lại từ ngày 23 tháng 1 khi thành phố bị phong tỏa để chống Covid-19. Trong thời gian bị mắc kẹt ở ổ dịch Covid-19 lớn nhất Trung Quốc, khiến bộ phim điện ảnh không thể quay được, các nhân viên chuyên về hình ảnh quyết định phải làm một điều gì đó. Và thế là nhà quay phim Tạ Đan đã bắt đầu dùng điện thoại ghi lại những gì đang diễn ra ở Vũ Hán. Mỗi sáng đến tối, anh lại đi quanh thành phố để thu thập những khung hình đáng giá, những góc phố, con đường vắng lặng, vài bóng người hiếm hoi, thỉnh thoảng lọt vào khung ảnh lớn hay khoảng không ảm đạm, não nề tưởng chừng chẳng bao giờ tan biến. Sau 8 ngày quay và dựng, đoàn làm phim đã hoàn thành phim tài liệu ngắn dài hơn 4 phút và đặt tên cho phim là Đêm trường Vũ Hán. Phim đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo và không có dấu hiệu dừng lại. Sự phổ biến của phim ngắn thúc đẩy ekip quyết định làm phim tài liệu dài về Vũ Hán. Phim sẽ tập trung vào những câu chuyện về những người bình thường, nhân viên chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên, những người trong các ngành nghề khác chịu cú sốc do dịch bệnh gây ra. Theo lời Lăng Ba, đạo diễn của bộ phim chia sẻ, tôi hy vọng mọi người kể những câu chuyện thật, họ có thể trung thực khi đối diện với ống kính. Tôi hy vọng ống kính của tôi sẽ không truyền tải những dối trá. Những hình ảnh ở đây, thời điểm này, sẽ là những hình ảnh có giá trị lịch sử để tham khảo hoặc để dành cho các phim tài liệu. Vâng, những thước phim này chắc chắn sẽ ghi được dấu ấn quan trọng trong tâm thức nhân loại và lịch sử thế giới về cuộc sống của loài người khi có đại dịch bùng phát. Và cho dù có thê thảm và tuyệt vọng đến mức nào, thì chúng ta cũng không thể cho mình cái quyền đầu hàng hay thua cuộc. Đúng như vậy, bệnh dịch đang hoành hành và người chết vẫn tăng mỗi ngày. Nhưng cuộc sống vẫn tiến về phía trước với muôn vàn hy vọng tốt đẹp. Chúng ta tin chắc rằng tai ương của bệnh dịch chắc chắn sẽ bị chặn lại và những ngày kinh hoàng ở Vũ Hán sẽ trở thành ký ức buồn cho một thế giới bên nhau cùng mạnh mẽ hơn. Và trong một diễn biến khác, thì Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá rất cao trong khống chế dịch bệnh COVID-19. Về Việt Nam có thể khống chế virus corona sớm hay không? Câu trả lời sẽ được đề cập trong chuyên mục Cà phê không đường trong vài phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố 2 trường hợp dương tính với COVID-19 được điều trị tại đây đã chính thức khỏi bệnh. Như vậy là cả 5 trường hợp dương tính đã điều trị tại bệnh viện này khỏi hoàn toàn. Trong 2 ca bệnh trên, có một bệnh nhân nam nằm trong nhóm 8 công nhân tập huấn trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc và một bệnh nhân nữ bị lây nhiễm do trước đó đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Cả 2 bệnh nhân đều có các biểu hiện sốt cao, đau rát họng, ho, đau mỏi người. Sau hơn 10 ngày, 2 bệnh nhân đã hết các triệu chứng trên và âm tính với virus sau 2 lần xét nghiệm. Chúng ta trong giai đoạn này, những bệnh nhân hiện nay đang ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã khống chế được và cũng đã điều trị được có hiệu quả ở tuyến huyện, là chúng ta có thể điều trị được một cách rất là tốt. Những bệnh nhân nặng hơn thì có thể đưa lên trên đây chúng tôi điều trị. Các chuyên gia cho biết điều này cho thấy phác đồ điều trị bệnh COVID-19 của Việt Nam cho kết quả tốt, vì vậy vẫn sẽ tiếp tục phân tuyến điều trị trong trường hợp phát hiện thêm các ca dương tính mới.
Cũng trong ngày 18 tháng 2, hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 được điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã chính thức được công bố khỏi bệnh. Hiện nay, sức khỏe của hai bệnh nhân ổn định, không còn các triệu chứng nhiễm virus. Hai bệnh nhân đã được tiến hành xét nghiệm 3 lần, trong đó 2 lần sau đều cho kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Sau khi chính thức khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và chuyển sang giai đoạn chăm sóc phục hồi sức khỏe tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà trong thời gian 7 ngày. Hiện tại, phòng khám đa khoa Quang Hà còn đang điều trị cho 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 và thực hiện theo dõi, cách ly với 44 trường hợp nghi ngờ khác. Trước tình trạng khan hiếm dung dịch rửa tay sát khuẩn khô do nhu cầu tăng cao trong mùa dịch COVID-19, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng đã chủ động pha chế cho ra các loại dung dịch để tự cung cấp cho nội bộ và hỗ trợ cho các trường học lân cận trước khi học sinh sinh viên quay trở lại học tập. Phản ánh của chương trình tại Đà Nẵng. Sau một tuần nghiên cứu và sản xuất, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng đã trao tặng 150 chai nước rửa tay khô như thế này đến các đơn vị trường học trong khu vực. Sự hỗ trợ này từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật giúp các trường học yên tâm hơn trước khi học sinh quay lại học tập. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm của nhà trường giúp cho trường tiểu học Ông Kim có một số dụng cụ để cho các em thực hiện cái việc là phòng ngừa cái dịch cúm corona trong thời gian khi các em được đi học sắp tới đây. Hiện các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Khoa Y Dược của Đại học Đà Nẵng đều tổ chức pha chế, sản xuất các loại dung dịch rửa tay khô. Bên cạnh phục vụ nội bộ, các sản phẩm này còn hướng đến hỗ trợ cho cộng đồng, nên từng sản phẩm sản xuất đều được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông qua cả thí nghiệm đó, tôi khẳng định rằng tức là cái dung dịch rửa tay sát khuẩn của Bách Khoa chúng tôi chế tạo ra, sản xuất ra theo quy tỷ lệ thành phần khuyến cáo với WHO thì nó bảo đảm được khả năng sát khuẩn. Với hơn 60.000 sinh viên, các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng đã chủ động bố trí các bình dung dịch rửa tay như thế này trước khi sinh viên quay lại trường học. Và với tinh thần xung kích vì cộng đồng, Đại học Đà Nẵng đã lên kế hoạch để cung cấp lượng lớn sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên Đán là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn vật nuôi để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như là ổn định hoạt động sản xuất. Trong khi đó, một số địa phương cũng đã công bố hết dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, người dân vẫn đang hết sức thận trọng với việc tái đàn heo do lo ngại dịch bệnh tái diễn. Sau nhiều tháng phải tiêu hủy toàn bộ đàn heo gần 50 con vì dịch tả heo châu Phi, đến nay ông Lê Hùng chưa biết phải làm gì ngoài việc thường xuyên xử lý chuồng trại. Mặc dù địa phương đã công bố hết dịch đã lâu, nhưng ông vẫn chưa dám tái đàn do sợ mầm bệnh vẫn còn. Chuồng trại tôi rác vô, tôi khử trùng liên tục, tôi phải máy bơm thì tôi bơm liên tục, tuần tôi bơm lần. Nhưng mà không dám, chợ cũng chưa. Chưa khuyến khích việc tái đàn, hiện chính quyền địa phương cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi chỉ thực hiện khi có hướng dẫn, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, bảo đảm không tồn tại virus bệnh dịch trong chuồng nuôi. Của huyện cũng như là xã là cũng tuyên truyền vận động đối với hộ chăn nuôi trước đây mà đã có dịch đó, là chúng ta làm tốt các khâu mà khử trùng và chuồng trại để rồi tái đàn. Và bên cạnh đó là cũng yêu cầu bà con nếu như muốn tái đàn cũng phải báo cáo chính quyền để rồi chính quyền có cái kiểm tra lần cuối trước cho tái đàn. Trong thời điểm bệnh dịch tả heo châu Phi chưa chấm dứt, thì việc người dân thận trọng trong tái đàn cũng là điều dễ hiểu. Và đây cũng là cách mà người dân sẽ bảo đảm hiệu quả chăn nuôi bền vững, tránh thiệt hại do dịch bệnh tiềm ẩn gây ra. Thời gian vừa qua, nhằm giúp các hộ gia đình giảm nghèo, đồng thời tạo công ăn việc làm cho bà con, Công an tỉnh Quảng Bình đã trao tặng cho nhiều hộ gia đình khó khăn hàng chục con vịt biển giống. Món quà thiết thực này hy vọng sẽ đem lại những thay đổi trong cuộc sống của người dân nơi đây. Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên ở thôn 9 xã Xuân Trạch đã được tặng 200 con vịt biển giống từ Công an tỉnh Quảng Bình. Chị nhẩm tính sau 3 tháng nữa, nếu chăm sóc tốt, lứa vịt này bán đi cũng phải được hơn 10 triệu đồng. Đây là số vốn không hề nhỏ để có thể phát triển kinh tế. Gia đình chị sẽ mua thêm heo, thả thêm cá và mua thêm vịt con về nuôi. Dần được đàn vịt này thì em sẽ chăm sóc cho ăn rồi sẽ làm để có một cái kiếm được một ít vốn để thoát nghèo cho hộ gia đình. Không chỉ gia đình chị Quyên mà hàng chục hộ gia đình diện nghèo khác ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn hay nhiều bà con vùng giáo thuộc diện nghèo khác cũng được Công an tỉnh tặng vịt biển giống với số lượng lên đến hàng chục ngàn con.
Công an tỉnh Quảng Bình hy vọng với tinh thần lá lành, đùm lá rách, món quà thiết thực trên sẽ là động lực, niềm an ủi về tinh thần để các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo. Tiếp theo chương trình là những sự việc kỳ thú xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, những sinh vật khổng lồ trên đại dương luôn luôn gây sự ngạc nhiên thích thú lẫn e sợ cho những người đi biển. Đoạn phim ghi lại cảnh tượng một con cá voi nhảy múa ở trên biển vô cùng ấn tượng sau đây sẽ cho chúng ta thấy cảm xúc lẫn lộn đó sẽ như thế nào. Tại vùng vịnh Monterey thuộc Canada, nhiếp ảnh gia Douglas Croft và người theo dõi cá voi Kate Cummins đã chụp ảnh và quay được đoạn phim ghi lại cảnh con cá voi lưng gù phóng lên khỏi mặt nước sát bên một con tàu của người dân. Kích thước khổng lồ của chú cá voi rõ ràng vượt trội so với con tàu. Mặc dù cá voi lưng gù rất hay đến gần con người để trình diễn những màn nhảy múa hú hồn, nhưng chúng chẳng hại ai, đó chỉ là những hành động vui đùa thân thiện làm quen của chúng. Trong lòng đại dương luôn chứa đựng những sinh vật bí ẩn kỳ lạ. Mới đây, các thợ lặn đã rất sốc khi thấy một con sâu biển dài đến gần 8 mét trông giống một chiếc thuyền khổng lồ khi họ đang lặn ở dưới vùng biển sâu của New Zealand. Hai thợ lặn Steve Hathaway, 56 tuổi và Andrew Burdell, 48 tuổi, tình cờ phát hiện con giun biển khổng lồ khi đang bơi ở dưới vùng biển gần đảo núi lửa Whakaari, New Zealand. Họ bất ngờ trước cảnh con sâu biển toàn thân màu trắng, cơ thể thon dài và rộng bên trong. Con vật bơi ở độ sâu khoảng 10 mét và di chuyển chậm khoảng 200 mét, tạo ra nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Được biết, con giun biển khổng lồ này là Parosum, một tập hợp hàng nghìn sinh vật nhỏ bé gọi là Zooid. Dù tất cả Zooid đều có thể tách rời khỏi quần thể, nhưng chúng tập hợp với nhau thành thực thể sống khổng lồ như chúng ta đang chứng kiến. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường. Việt Nam có thể khống chế virus corona sớm hay không? Truy bắt nhóm cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường. Xe ô tô cày nát giải phân cách rồi bỏ chạy. Chuyên mục chuyện ngày mới, thú vị du lịch nông nghiệp ở xóm cây gạo. Thưa quý vị, Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá rất cao trong khống chế dịch bệnh COVID-19. Điều đó được minh chứng qua các con số khá ấn tượng được ghi nhận đến ngày 19 tháng 2, đó là trong số 16 người bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại Việt Nam, 9 người đã khỏi bệnh xuất viện, còn lại 7 người tình hình điều trị ngày một tiến triển tốt. Ở Việt Nam cũng từng là một quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế được dịch SARS. Vậy Việt Nam có thể khống chế được virus corona sớm hay không? Liệu những con số ghi nhận đến ngày 19 tháng 2 có mang lại niềm tin chiến thắng bệnh dịch COVID-19 tại Việt Nam? Mời quý khán giả hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin tốt lành sau đây để có câu trả lời. Hai tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa có thể sẽ công bố hết dịch COVID-19 là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường trực chính phủ chiều ngày 17 tháng 2 vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lịch sử SARS năm 2003, Việt Nam là nước đầu tiên khống chế thành công dịch bệnh SARS. Do đó, Thủ tướng mong muốn quyết tâm hơn, làm tốt hơn các công việc phòng chống dịch. Theo Thủ tướng, đến nay Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, chữa khỏi cho 7 người. Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm virus corona mới, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đề cao cảnh giác để thực hiện phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo làm ăn kinh tế, đời sống, xã hội. Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy Việt Nam đang có những bước đi khá vững vàng trong việc khống chế vụ dịch này là ngoài 7 người đã xuất viện, hiện có thêm 4 người ở Vĩnh Phúc đã đủ điều kiện xuất viện. Cháu bé 3 tháng tuổi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, bệnh nhân Việt Kiều 73 tuổi đã có xét nghiệm âm tính 5 lần, hiện chỉ còn 3 bệnh nhân dương tính virus corona đang tiếp tục điều trị. Những tin vui liên tiếp này cho thấy Việt Nam có cơ hội lặp lại thành công như vụ dịch SARS năm 2003, tức là khống chế dịch sớm. Một quan chức có trách nhiệm của Bộ Y tế cho biết, hiện chưa có vũ khí đặc hiệu chống loại virus corona nên chưa thể quá mức lạc quan. Nhưng những tín hiệu vui trong ngày 17 tháng 2 cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng lặp lại một thành công như năm 2003. Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 17 tháng 2, kết quả xét nghiệm cho thấy ông TKH, 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, âm tính với virus corona chủng mới. Đây là kết quả âm tính lần thứ 5 của bệnh nhân tại bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được theo dõi thêm trước khi xuất viện.
Hiện bệnh nhân có các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu bình thường, X quang phổi cải thiện. Bệnh nhân cần được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo đủ các mẫu âm tính với COVID-19 mới được xuất viện. Theo quy định của Bộ Y tế, người nhiễm virus corona được xuất viện khi hết sốt ít nhất 3 ngày. Có 2 mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau 1 ngày đều xét nghiệm âm tính. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại Việt Nam và là ca thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. 2 ca khác là 2 cha con người Trung Quốc đã được xuất viện. Ngày 17 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết, tỉnh này có 11 bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong tổng số 16 bệnh nhân ở Việt Nam, đã có 3 bệnh nhân ra viện giữa tuần trước, 4 người nữa đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus corona, đủ điều kiện ra viện. Điều đáng ghi nhận hơn nữa là có 2 trường hợp trong số này điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Cũng theo ông Hải, đã 4 ngày gần đây, Vĩnh Phúc không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm virus corona mới, trong khi kể từ ngày 12 tháng 2 trở về đầu tháng, hầu như ngày nào tỉnh này cũng thông báo có thêm bệnh nhân COVID-19. Việc cách ly toàn bộ khu vực địa lý là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, đồng thời với việc lập chốt kiểm soát tại 3 xã khác cùng huyện có bệnh nhân đã giúp tình hình được kiểm soát hiệu quả hơn. Đến ngày 17 tháng 2 là ngày thứ 5 cách ly xã Sơn Lôi và triển khai đo thân nhiệt, lập sổ khám bệnh ngày 2 lần với toàn bộ người dân trong xã. Được biết, Việt Nam đã sản xuất được bộ kit xét nghiệm virus corona và đến nay có 2 đơn vị đã có bộ kit xét nghiệm corona chuẩn, chất lượng đúng theo đặt hàng của Bộ Khoa học Công nghệ. Độ nhạy là phát hiện được bệnh ở các mẫu bệnh phẩm có từ 5 copy, độ đặc hiệu 100%. Hiện các đơn vị đang hoàn tất về thủ tục pháp lý trước khi đưa sản phẩm về cơ sở xét nghiệm. Sản phẩm do Việt Nam sản xuất có giá thành là từ 300.000 cho đến 600.000 đồng một kit tùy loại. Kit xét nghiệm sẽ được nhà nước mua bằng ngân sách chống dịch để thực hiện xét nghiệm miễn phí cho người nhiễm và nghi nhiễm virus corona khi có chỉ định thực hiện xét nghiệm này. Việc sản xuất được bộ kit hoàn chỉnh sẽ giúp việc xét nghiệm được chủ động hơn và thời gian xét nghiệm cũng sẽ ngắn hơn. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai của đối tượng Ôn Văn Giang, 27 tuổi, đồng thời đang điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản trên địa bàn có liên quan đến thanh niên này. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 12 tháng 2, người dân đi trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, nghe tiếng truy hô cướp. Cùng lúc đó, hai thanh niên đi xe máy chạy từ phía sau va chạm với hai xe máy cùng chiều, khiến cả ba xe ngã xuống đường. Hai thanh niên bỏ xe máy chạy được một đoạn thì quay lại. Lúc này, một trong hai nghi phạm dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường, nghi phạm còn lại dựng xe máy lên. Thời điểm trên, có thêm hai thanh niên khác đi trên hai xe máy từ phía sau chạy tới có vai trò cản địa. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát. Sự việc được camera hành trình trên một ô tô ghi lại. Liên quan đến vụ việc trên, công an đã vào cuộc điều tra, mời Ôn Văn Giang làm việc. Bước đầu, Giang thừa nhận có tham gia vụ cướp giật trên cùng với nhóm 3 thanh niên khác. Nạn nhân trong vụ cướp là ông L, hơn 50 tuổi. Tài sản ông L bị cướp giật là sợi dây chuyền vàng. Tiếp nối chương trình là một tình huống giao thông nguy hiểm mà chương trình vừa cập nhật. Sự việc xảy ra tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khi chiếc xe ô tô đâm đổ hàng chục mét giải phân cách bằng nhựa, lái xe đã bỏ đi ngay sau đó. Rất may đã không có người nào bị thương. Đây là lời cảnh tỉnh cho nhiều lái xe khi tham gia giao thông cần tập trung hơn để tránh tình huống tai nạn có thể xảy ra. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, ông Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, xác nhận đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cá nhân thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Trước đó, bà Y, 33 tuổi, đã sử dụng tài khoản Facebook của chồng bình luận trên dòng trạng thái của một người khác với nội dung: có hai người chết ở nhà máy giấy Lee and Man rồi, nhưng báo chưa cập nhật thôi. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người và gây hoang mang dư luận. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh, cho thấy thông tin bà Y nêu như trên là sai sự thật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang đã mời bà Y lên làm việc. Tại đây, bà Y thừa nhận hành vi của mình là sai, đồng thời làm cam kết gỡ bình luận đó và không tái phạm. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định xử phạt bà Y với số tiền là 7,5 triệu đồng. Quý vị thân mến, việc đưa các sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi phát triển du lịch đang được xem là hướng đi mới của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện nay, du lịch nông nghiệp đang trở thành mô hình kinh doanh đầy tiềm năng, triển vọng vàng cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh. Và đây chính là điểm nhấn, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách muốn tìm hiểu, muốn khám phá vùng đất giàu bản sắc văn hóa, quê hương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ngay bây giờ, chuyên mục Chuyện Ngày Mới mời quý vị đến Quảng Ngãi để khám phá nhiều điều thú vị trong du lịch nông nghiệp quý vị nhé. Bức tranh mang dòng chữ Sớm cây gạo được tạo nên trên cánh đồng lúa ở Sớm cây gạo của xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Tác phẩm do kiến trúc sư Trầm Thị Khánh Tiên và các cộng sự là những thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Cây Gạo tạo nên để phục vụ lễ hội ngày mùa của huyện Mộ Đức vào tháng 4 tới. Cái Sớm cây gạo là cái địa danh, cái quê hương của Bắc Đồng, và huyện thì cũng muốn là phát triển cái này, cái xóm thành là một cái khu du lịch cộng đồng. Cho nên là bước đầu thì chưa thể làm gì nhiều, thì nhóm của chúng mình là cũng muốn là tạo một cái như một cái dấu hiệu, một cái thương hiệu cho cái xóm, để cho cái dấu hiệu nhận biết cho mọi người khi mà đến đây thì có thể nhận biết đã đến Sớm cây gạo. Có tất cả 3 giống lúa khác nhau được chọn lựa để gieo xạ và tạo hình cho bức tranh. Khi lúa trổ và chín sẽ cho các gam màu xanh, vàng, tím. Trong đó, dòng chữ Sớm cây gạo được sử dụng giống lúa thảo dược để gieo xạ. Giống lúa này khi chín sẽ cho màu tím. Để mà tạo hình được về cái có màu sắc và nó ra cái chữ như trên cánh đồng như vậy thì cũng phải chọn từ giống dài ngày ngắn ngày canh với nhau như thế nào mà để cho nó khi mà lúa trổ là nó sẽ chênh lại ngày để nó tạo ra màu xanh, màu vàng, màu đỏ khác nhau. Rồi kể cả kiếm giống lúa mới để mà tạo nên được cái hình ảnh ban đầu như vậy. Sớm cây gạo xã Đức Tân và thôn Dương Quang của xã Đức Thắng đang được tập trung xây dựng để trở thành điểm du lịch cộng đồng trong tương lai của huyện Mộ Đức. Thay vì đi, nhìn ngắm, du khách đến đây có thể tham gia cùng với nông dân trực tiếp sản xuất, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Đầu từ cái việc chọn những cái vùng sản xuất có tiềm năng phát triển sản xuất, rồi có tiềm năng về phục dựng lại văn hóa để mà tập trung đầu tư nâng cấp nó lên. Thì vừa rồi là huyện chọn 2 vùng là Sớm cây gạo là vì có tiềm năng về văn hóa xung quanh Bắc Đồng, xung quanh cái văn hóa lúa nước. Còn lại thôn Dương Quang thì bắt đầu từ sản xuất, mà cây mang tây là cái cây mà chủ lực đã tạo ra cái giá trị cao, thì sẽ đầu tư để nâng cấp thành cái làng thôn kiểu mẫu đẹp, lại có cái nguồn lực sản xuất ở tại đầu tại chỗ, rồi người dân là đồng thuận cao, rồi sẵn sàng là mở rộng sản xuất và phục vụ. Quê nhà đang hướng đến phát triển du lịch nông nghiệp, nhiều nông dân bao đời gắn bó với nông nghiệp như bà Phượng cũng đang đứng trước nhiều cơ hội. Hồi xưa thì mình lồng, mình phải đi chợ mình bón, nó khổ cực hơn. Bây giờ mình có khách thì mình phục vụ cho khách, đời sống mình chắc nó không phải tha đổi hơn. Những mảnh vườn cây trái đang được người dân bỏ công chăm chút, bởi họ đang hy vọng tương lai không xa, những sản phẩm nông nghiệp do chính mình làm ra sẽ hấp dẫn được du khách gần xa. Và câu chuyện vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Thiên Phước và Hồng Thoa xin kính chào và hẹn gặp lại.